chỉ trong khoảnh khắc. Lưu đã. Mỗi quyết định, hết thời gian rồi. Mỗi cách phản ứng, FBI đây, giơ tay lên. Đều dựa trên bản năng sinh tồn của một đặc vụ FBI. Sắp có một vụ khủng bố. Đây không chỉ là công việc, chỉ cần sai một ly, hàng ngàn người sẽ bỏ mạng, mà là vấn đề sống còn. Tôi cắt đây. FBI mùa mới phát sóng vào 21:45 thứ năm hàng tuần trên AXN.